Em cảm thấy là anh Vịnh Trạch sẽ không tới đâu. Rõ ràng là tôi đã nói với ảnh 5 lần 7 lượt rằng hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Chị, đạo diễn không có tâm trạng nghe họ chúc mừng sinh nhật đâu. Gọi họ gửi quà tới nhà luôn đi. Alo, đạo diễn hả? Được, tôi biết rồi. Ông nói gì vậy? Nói gửi quà tới nhà hả? Ông nói hôm nay sinh nhật cho nên chị về trước, ngày mai cũng không cần tới nữa. Ông ấy đổi người. Nói như thế nào, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi mà. Phục vụ, cho con tôm hùm út đi. Ê, trời ơi chị à, lúc nãy phục vụ đã nói rồi, đầu bếp tan ca rồi.